mừng quý vị đang đến với chuyên mục Nhà đẹp mắt hôm. Và trong số ngày hôm nay, chúng tôi xin phép chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình anh Tuấn có địa chỉ tại Thanh Hóa. Đây là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng mang phong cách hiện đại. Tôi đã sử dụng mắt hôm và rất hài lòng về thiết kế thi công của mắt hôm. Phải nói là thiết kế thi công mắt hôm đẳng cấp vượt trội. Mắt hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, mắt hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt hôm đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt hôm qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắt hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Nếu quý vị đang có ý định xây dựng công trình như thế này thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã thiết kế và thi công rất là nhiều công trình trên phạm vi cả nước với rất là nhiều mẫu mã, phong cách cùng với đó là mức độ đầu tư tài chính. Quý vị có thể xem tham khảo tại các kênh truyền thông của Mắt hôm. Về kênh YouTube thì quý vị có thể truy cập vào các kênh như là Mắt hôm, Nhà đẹp Mắt hôm, Nhà phố Mắt hôm hay là kênh Nội thất Mắt hôm. Về trang web thì quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Đây là nơi mà chúng tôi thường xuyên đăng tải các công trình đẹp, có các mẫu 3D và thực tế, cũng như là có cả các mẫu nội thất. Tại trang web thì quý vị có thể sử dụng thước lỗ ban online để tra cứu các kích thước trong xây dựng. Những kích thước nào ứng với cung đỏ sẽ là kích thước tốt nên dùng và kích thước nào ứng với cung đen sẽ là kích thước xấu nên tránh. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web mắthomtrup.vn. Tại đây thì chúng tôi có đăng tải các thông tin về công ty như là số hotline, địa chỉ văn phòng cùng với đó là hệ sinh thái của Mắt hôm. Công trình của gia đình anh Tuấn ngày hôm nay là một mẫu nhà hiện đại mái Nhật 2 tầng. Và trước khi tiến hành thiết kế thi công xây dựng thì chúng ta cần phải xác định được phong cách thiết kế, kiểu mái cùng với đó là số tầng để dễ dàng tham khảo và lên phương án thiết kế. Điều này thì sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, mức độ đầu tư tài chính cũng như là sở thích của từng gia đình. Tổng thể thì công trình này được sơn phủ màu trắng sứ, một số vị trí thì chúng tôi sơn thêm màu ghi. Màu trắng thì có thể kết hợp với nhiều màu sắc. Tuy nhiên thì bộ đôi màu trắng ghi chính là sự kết hợp màu sắc hoàn hảo, không những tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ mà chúng ta cũng không phải lo lắng về vấn đề lỗi thời sau thời gian dài sử dụng. Về vật liệu trang trí thì ở công trình này chúng tôi đã sử dụng gạch ai nắc màu vàng nhạt. Gạch ai nắc thì sẽ có rất là nhiều kiểu dáng và màu sắc, từ đó thì quý vị có thể dễ dàng tham khảo cho công trình của mình. Và để công trình trở nên đăng đối, hài hòa thì chúng tôi đã khai thác hai vị trí sảnh, sảnh chính hướng về phía trước và sảnh phụ ở bên hông của công trình. Cửa chính thì được làm từ chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính, hệ thống cửa còn lại thì được làm từ chất liệu nhôm kính và cụ thể thì đó chính là nhôm hệ sinh pha. Nhôm hệ sinh pha chúng tôi lựa chọn ở đây có màu ghi, tạo nên sự kết nối tốt với các phần còn lại của ngoại thất công trình. Và ở công trình này thì chúng tôi đã thiết kế bậc ngũ cấp để giúp tôn lên chiều cao chung của công trình. Đồng thời thì thiết kế bậc ngũ cấp sẽ còn hạn chế được tình trạng nước mưa văng lên sàn sảnh. Quanh vị trí chân tường và trụ cột thì chúng tôi đã ốp đá tự nhiên có màu ghi đậm. Công trình này được xây dựng về hướng Tây Bắc, có kích thước xây dựng là 9,5 x 13m. Diện tích sử dụng của công trình sẽ rơi vào khoảng 206m2. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua công năng của công trình. Các khu vực chức năng chung và riêng thì sẽ được bố trí đan xen ở tầng 1 và tầng 2. Ở tầng 1, từ bên ngoài bước vào thì chúng ta sẽ bắt gặp được khu vực phòng khách. Căn phòng này có diện tích là 27m2. Ngoài ánh sáng thì màu sắc ở khu vực phòng khách cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên tránh sử dụng những màu sắc quá tối hoặc là những màu sắc quá sáng chói. Ưu tiên sử dụng những gam màu sáng như là màu ghi nhạt, màu trắng hoặc là màu kem vân vân để giúp không gian trở nên thanh lịch và dễ chịu hơn. Đồ nội thất được lựa chọn thì cũng phải phù hợp với diện tích của căn phòng, không được quá to cũng như là không nên quá bé. Khu vực tiếp theo chính là bếp ăn và với thiết kế của công trình này thì chúng ta có thể dễ dàng đi vào khu vực bếp ăn thông qua cửa đi tại sảnh phụ. Đồng thời thì khu vực tích hợp này còn rất là gần với cửa hậu cho nên chắc chắn là sẽ ngập tràn ánh sáng tự nhiên, thông thoáng, không lo tình trạng ấm mùi hay là nóng nực trong quá trình nấu nướng.
Về khu vực sinh hoạt riêng thì tầng này có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 sẽ có diện tích là 14m², phòng ngủ số 2 thì có diện tích là 13m². Thông thường thì phòng ngủ sẽ có kích thước tối thiểu nên từ 9m² trở lên để có thể đảm bảo sự thoải mái trong quá trình sinh hoạt cũng như là bố trí đầy đủ các đồ dùng, vật dụng. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung thì được thiết kế về cuối nhà và có diện tích là 5,5m². Tiến lên tầng 2, ngoài cùng là khu vực sân chơi có diện tích 6,4m². Khu vực này không chỉ mang đến nơi vui chơi sinh hoạt ngoài trời mà còn góp phần lưu thông không khí và mang đến một không gian sống thông thoáng hơn. Từ khu vực sân chơi bước vào bên trong là phòng thờ. Căn phòng này có diện tích 11m². Phòng thờ được thiết kế mở một cửa đi và ba ô cửa sổ. Phía sau bàn thờ chính là phòng sinh hoạt chung rộng 9m². Phòng thờ và phòng sinh hoạt chung thì được ngăn cách với nhau nhờ vào một bức tường chắc chắn. Bàn về khu vực sinh hoạt chung thì không gian này rất là lý tưởng khi sở hữu một cửa đi kết nối trực tiếp với khu vực ban công rộng đến 4,3m². Đây sẽ là nơi vui chơi sinh hoạt có ý nghĩa rất là lớn trong việc gắn kết các thành viên trong cùng một gia đình lại với nhau. Phần lớn diện tích còn lại thì được dùng để thiết kế phòng ngủ. Phòng ngủ số 3 có diện tích là 14,3m². Căn phòng này có view đẹp khi sở hữu một cửa sổ hướng về phía trước của công trình. Phòng ngủ số 4 và số 5 thì được thiết kế về hai phía của công trình và sẽ có diện tích lần lượt là 14m² và 12m². Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung thì có diện tích là 5,5m². Theo thứ tự từ bên ngoài vào sẽ là lavabo, toilet rồi đến khu tắm đứng. Và để đảm bảo nước ở khu vực tắm không tràn ra bên ngoài thì chúng tôi đã thiết kế thêm một cửa kính. Khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm cũng sẽ có một ô cửa sổ nhỏ để có thể đảm bảo là mang đến ánh sáng lưu thông không khí, tránh ẩm mùi hôi khó chịu, góp phần giải phóng uế khí. Công trình này thì có chiều cao từ cấp 00 lên đến đỉnh mái là 10m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m và chiều cao của mái là 2,5m. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua chi tiết thang của công trình. Thang từ tầng 1 lên tầng 2 sẽ có 25 bậc, mỗi vế thang thì được thiết kế với kích thước là 1,1m. Mặt của bậc thì được lát gạch granite đen ánh kim dày 20mm, lan can sử dụng kính, tay vịn thì được làm từ chất liệu của lim Nam Phi. Khi thiết kế thang thì chúng ta cần chú ý đến số bậc bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề phong thủy. Số bậc thang thì cần phải đảm bảo được công thức là 4N+1 theo quan niệm sinh lão bệnh tử, sao cho bậc cuối cùng nên rơi vào cung sinh và tránh rơi vào ba cung còn lại. Và số bậc 25 thì đã đáp ứng được vấn đề trên. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần lưu ý là chúng ta nên tránh để ba bậc đầu tiên của cầu thang hướng ra sảnh chính. Bởi vì thiết kế này thì vừa không đẹp về thẩm mỹ, đồng thời thì cũng không đáp ứng được tiêu chí về phong thủy. Về vấn đề kết cấu thì ở công trình này, chúng tôi đã sử dụng móng băng bê tông cốt thép hai phương. Loại móng này thì có dạng một dải dài và giao với nhau theo hình chữ thập. Móng băng thì bao gồm lớp bê tông lót móng, bản móng chạy liên tục, liên kết móng thành một khối dầm móng. Móng băng thường được sử dụng ở những công trình có tải trọng không quá lớn và được xây dựng trên nền đất tương đối ổn định. Vì lựa chọn móng băng ở công trình này thì được chúng tôi quyết định sau khi đã tiến hành khảo sát thực địa, kết hợp với đó là tính toán tải trọng công trình. Đặc biệt là trong hồ sơ kết cấu thì chúng tôi còn có bản thống kê cốt thép, cho nên là gia chủ có thể yên tâm mà không lo lắng về tình trạng hao hụt sắt thép. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng xem qua hồ sơ điện nước. Qua đây thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được cách thức lắp đặt, vận hành điện nước, từng khu vực chức năng thì sẽ sử dụng thiết bị gì với số lượng là bao nhiêu. Và để chủ đầu tư cũng như là đơn vị thợ dễ dàng xem qua thì mở đầu vấn đề điện hay là nước, chúng tôi đều có bảng ký hiệu các thiết bị một cách cụ thể rõ ràng. Việc có hồ sơ điện nước ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được vấn đề thi công lắp đặt bị sai sót, tránh gặp phải những lỗi không đáng có, đảm bảo được sự an toàn, tiện nghi và thẩm mỹ. Và sau này thì có hư hỏng thì việc sửa chữa cũng sẽ dễ dàng hơn vì chúng ta đã biết được cụ thể vị trí mối nối, vị trí đi đường dây điện hoặc là ống nước. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ thêm với quý vị, hiện tại thì chi phí thi công xây dựng của Mark Home đang rất là cạnh tranh trên thị trường. Lý do bởi vì chúng tôi là đơn vị tự sản xuất vật liệu xây dựng, đồ nội thất. Vậy nên khi ký hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi hấp dẫn về chi phí. Showroom vật liệu của Mark Home thì đang được đặt tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Mời quý vị đến tham quan và mua sắm. Đồng thời thì chúng tôi cũng đang tuyển dụng đại lý nhà phân phối trên phạm vi toàn quốc với rất là nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nếu quý vị có mong muốn đồng hành thì có thể liên hệ để được hỗ trợ. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tham khảo công trình của gia đình anh Tuấn có địa chỉ tại Thanh Hóa. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công, hoàn thiện nội thất thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 81 33333. Đây đều là những số có Zalo, quý vị cũng có thể liên hệ qua Zalo để được hỗ trợ và tư vấn.
Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn khuyến khích quý khách hàng đến tận văn phòng làm việc để gặp trực tiếp các kiến trúc sư để dễ dàng trao đổi về quy trình làm việc cũng như là lựa chọn các vật liệu xây dựng. Đối với khách hàng thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 cho đến 5 lần, ưu đãi khi khách hàng mua các sản phẩm của Mark Home. Còn đối với khách hàng thi công nội thất thì chúng tôi sẽ tặng chăn ga gối nệm, máy hút mùi, tranh treo tường tùy vào giá trị công trình. Đối với khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị công trình. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mại đến từ công ty của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.